Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố trong ngày qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị rà soát lại trách nhiệm của Bí thư chi bộ, cấp ủy các địa phương. Trước nguy cơ lây nhiễm tại các khu chung cư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu cần tăng cường vai trò trách nhiệm của các nhà trưởng, đảm bảo siết chặt các quy định phòng chống dịch. Liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành y tế triển khai kịp thời, rà soát, mở rộng các đối tượng tiêm chủng. Sau khi nghe báo cáo, nhất là liên quan đến thông tin về trường hợp sử dụng xe cứu thương để thông chốt trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu làm rõ trường hợp này, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tham mưu phương án kiểm soát dịch tại các chốt chặn trên đường thủy, đồng thời rà soát đánh giá năng lực của ban điều hành khu dân cư, nhất là các tổ trưởng tổ dân phố thiếu trách nhiệm tại địa bàn khu dân cư. Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành y tế tiến hành kiểm tra tất cả các khu cách ly trên địa bàn, đặc biệt kiểm tra việc tiếp xúc của người dân trong khu cách ly. Nếu chúng ta làm thí điểm cái việc tổ chức cách ly tại nhà như mô hình ở một số địa phương và nhất là Ngũ Hành Sơn với lại Hòa Vang, thì nếu làm được như thế thì rất là tốt. Nhưng mà ở cái lúc mà chúng ta chưa cao điểm về dịch thì cái việc giám sát chúng ta mới giám sát được. Chứ bây giờ như hiện nay thì tôi e rằng là cái việc giám sát tại nhà là rất khó khăn, bởi vì chúng ta không có lực lượng, báo cáo công chí như thế. Và nhất là đối với cái việc mà người sau khi kết thúc cái việc cách ly tập trung mà về nhà đấy. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, các địa phương có kế hoạch huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch ở cơ sở. Chủ tịch thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội trong mùa dịch, đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. Chúng ta phải quan tâm tuyên truyền cho người dân khai báo cái triệu chứng ho sốt đối với lại các trạm y tế. Vì chúng ta đâu có xét nghiệm đâu, một thời gian vài ngày nữa ta chưa xét nghiệm, cho nên là đây cũng là một cái mà chúng ta không kiểm soát được. Thì đề nghị là các địa phương và các cái cơ quan bố trí truyền thông của chúng ta, nhất là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, anh đưa cái nội dung này là một chuyên mục chính, thường xuyên chạy cái này cho tôi.